Chương trình này được bảo trợ bởi Deidre Thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu California và Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Chào đón toàn thể quý khán thính giả đến với chương trình Việt Face Tonight. Trở lại cùng quý vị trong phần tin buổi chiều hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2020. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng với chúng tôi lướt qua những bản tin trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin tức là Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không tham dự cuộc tranh luận trực tuyến. Ứng cử viên Biden nói rằng ông sẽ dự cuộc đối đáp với cử tri thay vì tranh luận với Tổng thống Trump. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua vẫn còn cao, tới 840.000 lá đơn. 6 người đã bị truy tố vì âm mưu bắt cóc nữ thống đốc tiểu bang Michigan. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không chấp thuận dự luật riêng lẻ để cứu nguy ngành hàng không. Một nữ thi sĩ Hoa Kỳ đoạt giải Nobel Văn chương 2020. Trung Quốc kiểm duyệt cuộc tranh luận phó tổng thống, chương trình phát hình bị nhiễu sóng. Việc hãng Disney sa thải hàng loạt nhân viên cho thấy tương lai ngành du lịch rất ảm đạm. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin đầu tiên, trước hết được mở đầu với Tyler Diệp. Thưa quý vị, bắt đầu sáng sớm ngày hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần. Ủy ban phụ trách tổ chức những cuộc tranh luận cho các ứng viên tổng thống cũng như phó tổng thống ra một tuyên bố rằng là cái cuộc tranh luận thứ nhì giữa Tổng thống Donald Trump và đối thủ của ông là ông Joe Biden sẽ được thực hiện qua cái mạng trực tuyến và hai vị chính khách này sẽ phải đối đáp với cử tri qua cái màn hình của một cái hệ thống computer, qua hệ thống Internet. Thì sau khi mà ủy ban này đưa ra quyết định như vậy, Tổng thống Trump đã trực tiếp lên đài truyền hình Fox News để mà cho biết rằng là ông phản đối cách thức này, và ông nói rằng là ủy ban tổ chức những cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống đã thiên vị để mà cố tình bảo vệ cho Joe Biden. Ông nói rằng là tranh luận qua cái màn hình computer là một cách rất là lố bịch, và ông nói là đây không phải là cách mà để tranh luận, vì không thể nào mà có thể cắt ngang một người khi mà họ đang nói chuyện được. Và ông tuyên bố rằng là ông thà không có tham gia vô cái cuộc tranh luận này để mà đi tham dự một cái cuộc vận động tranh cử với những người ủng hộ ông thì còn tốt hơn, và cái thời giờ này được sử dụng tốt hơn là tranh luận qua vấn đề trực tuyến. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin vừa nêu đó, vì sự từ chối của Tổng thống Donald Trump ở Ủy ban vận động tranh cử của cựu phó Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra cái quyết định của mình và nói rằng là thay vì vào cái cuộc tranh luận ngày 15 tháng 10 tới đây, nếu như thực sự không diễn ra thì Ủy ban vận động tranh cử của cựu phó Tổng thống Joe Biden sẽ chấp nhận lời mời của hệ thống đài truyền hình ABC để cùng xuất hiện ở trong một buổi gọi là Town Hall Meeting, một cuộc hội thoại trực tiếp trả lời cho các cử tri được đài ABC tài trợ và được điều hành bởi George Stephanopoulos, là tùy viên báo chí, cựu tùy viên báo chí của cựu Tổng thống Bill Clinton ngày trước. Ông hiện nay là một bình luận gia nổi tiếng của hệ thống ABC. Thông báo chỉ cho biết rằng cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai này sẽ không còn diễn ra vào cái ngày dự kiến 15 tháng 10. Do đó mà ban vận động tranh cử phó tổng thống Joe Biden sẽ chấp nhận lời mời của ABC để tham dự vào đây. Chúng ta cũng còn nhớ là trong tháng 9 vừa qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã từng xuất hiện trong một buổi Town Hall Meeting do NBC tổ chức, và nó đã thành công. Trong khi đó thì Fox Business Network thì Tổng thống Donald Trump cũng đã giải thích cái lý do mà ông nói là ông không có muốn mất thì giờ cho cái việc tranh luận trực tiếp mà phải là làm qua một cái hệ thống Internet như vậy, thì ông không có muốn mất thì giờ của mình. Và ngoài ra ông nói là ông không tham dự nó là vì ông cũng muốn để giữ gìn sức khỏe cho cựu phó tổng thống Joe Biden. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump thì cũng đã phàn nàn từ trước là họ đã không được tham vấn về việc là làm cho cuộc trở nên ảo, tức là làm cho nó trở thành một cái cuộc chỉ diễn ra trên hệ thống Internet mà thôi đó. Thì họ nói rằng họ đã không được tham vấn trước khi mà cái ban điều phối tranh cử
điều phối tranh luận tranh cử đề ra, và họ đã không có tham khảo trước với ủy ban cố vấn của ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Do đó là họ đã đưa ra cái quyết định cuối cùng là sẽ không tham dự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết rằng đối với những quyết định đưa ra từ Tổng thống Donald Trump thì có thể sẽ thay đổi. Cho nên từ đây đến ngày 15 tháng 7, tháng 10 chúng tôi xin lỗi, là nó cũng vẫn còn một tuần lễ nữa. Chúng ta sẽ đợi xem chính thức từ đây đến ngày đó sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cái điều chắc chắn là nếu như cái việc này không diễn ra thì phía cựu phó tổng thống Joe Biden sẽ tham dự một cái cuộc hội thoại trực tiếp trả lời các câu hỏi của cử tri do đài ABC tổ chức. Sang qua phần tin về kinh tế, thưa quý vị, trong tuần lễ kết thúc vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, có tới 840.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, là con số cao hơn dự báo của các kinh tế gia là vào khoảng 820.000. Mặc dù con số cao không nhiều nhưng người ta cho thấy là cái đà để mà phục hồi kinh tế nó đang bị khựng lại và nó tiến rất là chậm. Một số người và kinh tế gia theo những bản tin của AP cho biết, họ cho rằng cái số người thất nghiệp sở dĩ nó giảm ít là bởi vì có rất nhiều công ty trong nhiều ngành nghề. Lúc đầu họ nghĩ rằng là cái đại dịch sẽ không có kéo dài lâu đến như vậy, bây giờ đã là vào tháng thứ 7 rồi. Cho nên họ cố gắng, nếu có thể giữ được nhân viên, họ cố giữ nhân viên, hoặc là họ cho nghỉ tạm một thời gian vài ngày trong tuần chẳng hạn, và họ mong chờ cái nền kinh tế phục hồi trở lại rồi họ sẽ tăng lương hoặc là cho các nhân viên đi làm bình thường. Nhưng điều đó càng ngày càng thấy xa vời, cho nên họ đành cuối cùng phải cho nhân viên nghỉ việc hoặc có khi đóng cửa luôn cả công ty của họ vì lý do là không phục hồi nổi hoặc là cảm thấy tương lai mờ mịt quá. Thì thưa quý vị, tất cả những chúng ta đã biết rồi, các ngành nghề chẳng hạn như là du lịch, chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng, giải trí v.v. là những cái ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Và vì vậy cho nên cái chương trình cứu trợ, ngân sách cứu trợ lần đầu đã kết thúc. Ai cũng mong chờ là sẽ có một cái ngân sách cứu trợ lần thứ nhì. Nhưng cho tới ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái ngân sách cứu trợ cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay. Và vì lý do đó cũng có rất nhiều nơi lúc đầu chỉ tạm cho nhân viên hoặc là định mướn thêm nhân viên thì bây giờ họ không mướn thêm nhân viên, họ phải chờ. Và chúng ta cũng sẽ cố gắng, nhiều người cũng nói rằng là họ đã cố gắng mong chờ và chờ đợi rất lâu rồi nhưng cho tới giờ này thì họ đành phải buông tay bởi vì không cứu nổi cái công việc của họ. Và một lần nữa thưa quý vị, vì cái ngành về giải trí, về du lịch bị ảnh hưởng nhưng lại có những cái ngành phát triển, chẳng hạn như là cái ngành về IT, về công việc làm online hoặc là trực tuyến, thì nếu mà những người nhân viên nào mà đã nghỉ việc, họ có thể lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp một thời gian ngắn rồi họ có thể đi học thêm nghề hoặc là đổi được việc, thì về sau cái xã hội khi mà bắt đầu bình ổn lại sẽ có một sự thay đổi khá lớn trong các ngành nghề và số công nhân viên sẽ làm những cái ngành nghề nào theo sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, trở lại với tin tức từ tiểu bang Michigan, thì trong ngày hôm nay, cơ quan FBI loan báo rằng họ đã truy tố ít nhất là 13 người liên quan đến một âm mưu muốn bắt cóc thống đốc của tiểu bang Michigan. Câu chuyện diễn ra bắt đầu vào tháng 3 của năm nay, khi mà các anten của cơ quan FBI bắt đầu theo dõi cũng như là nghe ngóng được nhiều cái lời mà gọi là bàn bạc liên quan đến một nhóm người trong một tổ chức vũ trang phi chính phủ, khi mà họ có những cái bàn bạc rằng là làm thế nào để mà tấn công một đồn cảnh sát cấp tiểu bang của tiểu bang Michigan, và sau đó cũng như là bắn vào trong dinh thống đốc của bà Gretchen Whitmer. Hiện nay đó thì 6 người đang bị truy tố với các tội danh liên quan đến luật lệ của liên bang. 7 người cũng đã bị truy tố với tội danh liên quan đến luật lệ của tiểu bang. Và nếu mà tất cả những người này bị kết tội một cách thành công bởi các công tố viên thì họ sẽ nhận những cái bản án gọi là tù chung thân vì những âm mưu muốn bắt cóc một viên chức cao cấp của chính phủ. Quý vị nhớ rằng là trong những tháng đầu tiên của mùa đại dịch thì thống đốc Gretchen Whitmer đã gặp được rất nhiều sự phản đối khi mà bà đứng ra để mà đóng cửa nền kinh tế của tiểu bang Michigan, và bà đã gặp được cái sự phản kháng rất nhiều của những thành phần mà cho rằng là cái chính sách này đã vi phạm đến cái quyền tự do của họ, những cái quyền tự do cá nhân của họ, bao gồm cái việc là có nên đeo khẩu trang hay là không đeo khẩu trang.
Và vì vậy, trong thời gian qua cũng đã có một nhóm người thuộc cái lực lượng militia, tiếng Việt chúng tôi xin tạm dịch là những cái nhóm vũ trang phi chính phủ, đã có nhiều những cái âm mưu mà muốn bắt cóc bà như là một cái hành động để mà phản kháng vì những chuyện mà họ nghĩ rằng là do chính phủ đàn áp quá nặng tay. Vâng, thưa quý vị, liên quan tiếp tục với bản tin liên quan đến việc là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong ngày hôm nay thứ năm, qua cái cuộc họp báo hàng ngày của bà, thì bà cũng đã thông báo và công bố rằng sẽ không có thông qua bất cứ một dự luật nhỏ nào nếu không đi kèm với một dự luật lớn hơn. Câu tuyên bố này để nhằm phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên Twitter của mình vào tối ngày hôm kia, rằng ông nói rằng sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua một gói cứu trợ 25 tỷ Mỹ Kim khẩn cấp cho ngành hàng không Hoa Kỳ, đứng trước việc là các hãng hàng không phải lựa chọn giữa việc sa thải các nhân viên hoặc là phải giữ lại nếu không có một số tiền lớn cần thiết trong lúc này. Và qua lời tuyên bố của bà Nancy Pelosi thì lập tức thị trường lại chao đảo vào ngày hôm nay. Vào buổi sáng thì người ta thấy là các chỉ số nó đã có màu xanh. Thế tuy nhiên sau lời tuyên bố của bà Nancy Pelosi thì chỉ số Dow Jones lại mất khoảng trên dưới 100 điểm vào buổi chiều. Và đây là một cái điều mà người ta lại càng chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư trong ngành hàng không đã cảm thấy bất an với lời cái tuyên bố này. Đặc biệt là cái chứng khoán của United Airlines đã giảm 0.3%, trong khi đó thì American Airlines đã giảm 0.5%. Và đây là một cái chỉ số tương đối là lớn so với các hãng hàng không. Người ta cũng cho thấy rằng trong bản tin đó, cho thấy rằng đã có một số các cái mâu thuẫn nho nhỏ là khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cái lời tuyên bố là sẽ cung ứng ngay 25 tỷ Mỹ Kim cho ngành hàng không đó. Và sau khi mà bà Nancy Pelosi từ Hạ viện đưa ra cái lời từ chối thẳng thừng, thì người ta cũng nói là ở giữa đoạn này đã có một cuộc đàm thoại giữa bà và ông Mnuchin. Khoảng kéo dài khoảng 40 phút. Và trong suốt cái cuộc họp này trong qua điện thoại thì hai người cũng đã trao đổi về các cái vấn đề mà cả hai bên dường như đã tạo ra rất nhiều mâu thuẫn chỉ trong cái vấn đề 25 tỷ cứu trợ này cho ngành hàng không mà thôi. Và người ta cũng dẫn chứng thêm rằng phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là bà Farah cũng đã lên tiếng nói về cái gói cứu trợ 25 tỷ này. Tuy nhiên những cái lời phát ngôn của bà nó lại đi ngược lại đối với những sự đàm phán từ ông Bộ trưởng Ngân khố Mnuchin đã thỏa thuận với bà Pelosi trước đó. Cho nên đây vẫn là còn là một cái vấn đề rất là phức tạp và rắc rối tính cho đến giờ phút này. Trong khi đây là một vấn đề khẩn cấp và nếu như không có nó thì các hãng hàng không sẽ phải đứng trước một cái quyết định rất là gây go trong lúc này. Tính cho đến giờ phút này thì tất cả các hãng, như quý vị đã thấy, các chứng khoán của họ đều đã tụt giảm. Sang qua phần tin liên quan đến giải Nobel, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ủy ban chọn những người thắng giải Nobel tại Stockholm, Thụy Điển đã công bố người thắng giải văn chương năm 2020. Và người đó là một nữ thi sĩ người Mỹ. Và đây cũng là một điều lạ, bởi thường thường cái giải Nobel về văn chương thường được trao cho những nhà văn chứ không phải là nhà làm thơ. Nhưng mà đây là một trường hợp hiếm hoi. Thì quý vị đang nhìn thấy trên màn ảnh là hình ảnh của nhà thơ Hoa Kỳ, bà tên là bà Louise Clark. Bà đoạt được giải Nobel văn chương năm nay, và Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã công bố giải thưởng trong một cuộc họp báo ở Stockholm sáng hôm nay. Bà là giáo sư của trường đại học Yale và bà cũng đã viết một số tập thơ đề cập đến những thách thức của cuộc sống gia đình và tuổi già. Bà đã giành được giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm của mình hồi năm 1993 và được mệnh danh là người đoạt giải nhà thơ của Hoa Kỳ một thập niên sau đó. Bà Clark là nữ thi sĩ đầu tiên đoạt được giải Nobel văn học kể từ năm 1996 và là người Mỹ đầu tiên đoạt được giải này kể từ năm 2016. Giải thưởng này như thường lệ là đi kèm với cái phần thưởng tiền mặt trị giá tính thành tiền đô la là khoảng 1.1 triệu Mỹ Kim. Và vì đại dịch cho nên lễ trao giải truyền thống tại Stockholm năm nay sẽ không được tổ chức tại chỗ mà sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Còn các vị thắng giải năm nay sẽ được mời đến dự tiệc tại Hoàng gia của Thụy Điển sang năm cùng với những người sẽ đoạt giải của năm 2021. Thưa quý vị, Trung Quốc bị cáo buộc là đã cố tình kiểm duyệt nội dung của cuộc tranh luận giữa ông Mike Pence và bà Kamala Harris. Nhiều phóng viên làm việc ở tại Trung Quốc trong đêm thứ tư của tuần này cho biết rằng là khi mà bắt đầu xem đến cái đoạn
mà Phó Tổng thống Mike Pence đang chuẩn bị để mà phê bình Trung Quốc hay là quy trách nhiệm cho Trung Quốc về cái con virus ở tại Vũ Hán đó, thì ngay lập tức quý vị đang thấy trên màn hình là những người mà đang xem đài truyền hình CNN ở từ đó đã gặp được một cái vấn đề gọi là nhiễu sóng, họ không có nghe và không thấy được bất cứ những hình ảnh gì nữa, dù rằng là đài truyền hình CNN đang phát ra và không có bị vấn đề về vấn đề mà gọi là tín hiệu. Thì cứ hễ nhắc đến cái vấn đề Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ kiểm duyệt. Và sau khi mà Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu xong trong cái đề mục Trung Quốc rồi mà trở lại với bà Kamala Harris, thì đài truyền hình CNN mới có thể tiếp tục được phát sóng ở tại Trung Quốc. Đài truyền hình CNN không phải là một cơ quan truyền thông mà được nhiều người ở tại Trung Hoa lục địa có thể xem được. Hầu hết CNN chỉ được xem ở tại những khách sạn lớn ở tại Trung Quốc, cũng như là ở tại những địa điểm nào mà có các nhân viên ngoại giao của các nước khác thường xuyên lui tới thì mới bắt đài CNN mà thôi. Nhưng cái việc đó nó cũng không có đủ, và vì vậy Trung Quốc trong thứ tư của tuần này cũng đã kiểm duyệt bất cứ nội dung nào mà họ cho rằng là đã đổ lỗi hay là quy trách nhiệm cho họ liên quan đến vấn đề con virus từ Vũ Hán. Thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin chiều hôm nay liên quan đến việc là công ty Disneyland đứng trước việc quyết định phải sa thải 28.000 nhân viên, một con số khổng lồ. Các nhân viên của họ trong hệ thống Disney World được từ Orlando cho đến California đang gây ra một cái sự lo lắng cũng to lớn không kém đối với ngành hàng không. Đứng trước cái COVID-19, đại dịch này đã làm ảnh hưởng cho tất cả những ngành kinh doanh kỹ nghệ liên quan đến du lịch, nhà hàng và giải trí. Người ta đã thấy trong suốt thời gian qua đó thì nhiều công ty lớn nhỏ đã liên tiếp sa thải những nhân viên của mình, đặc biệt là những cơ quan, những cơ sở giải trí khác, chẳng hạn như là Universal Studio cũng đã có sa thải nhiều ngàn nhân viên trong thời gian vừa qua. Đứng trước cái quyết định này khi mà các nhà đầu tư của Disneyland cũng có vẻ như muốn đổ lỗi cho chính quyền tại California là đã không cho phép mở cửa lại một số cơ sở của Disneyland trong thời gian qua đó, thì họ nói là vì chính quyền California đã không cho phép mở cửa cho nên là họ phải đưa ra một cái quyết định này. Đứng trước cái tình trạng hiện nay, rõ ràng chúng ta đã thấy đó là phần lớn các gia đình có một những cái mục tiêu là sẽ đi chơi giải trí cho gia đình con cái của mình đến Disneyland thì đã bị hủy từ tháng 3 cho đến bây giờ. Và đặc biệt là cái số khách du khách ngoại quốc thì hoàn toàn không có. Chúng ta cũng thấy tất cả các quốc gia nếu họ không đóng cửa với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng đóng cửa với họ về cái vấn đề trao đổi khách du lịch. Do đó Disneyland đã bị ảnh hưởng một cách trầm trọng kể từ ngày đóng cửa cho đến bây giờ, mà có lẽ như họ sẽ không gượng lại nổi nếu không sa thải một số lượng lớn. Và đây là một quyết định mà theo ban giám đốc của Disneyland cho rằng một quyết định rất đau đớn cho họ trong cái giai đoạn này, nếu như họ không có được sự tài trợ từ chính phủ hoặc ít nhất là từ chính phủ tiểu bang cho phép mở cửa lại một số các cơ sở, hoặc là từ chính phủ liên bang đối với một số các cái khoản tài trợ khác. Đó là một cái điều mà thêm một cái tin tức không vui cho lắm đối với ngành kinh tế. Vâng, và một lần nữa chúng ta cũng biết là cái giả dụ mà cái Disneyland có được mở cửa đi chăng nữa thì cái số du khách cũng sẽ giảm rất nhiều so với trước đây. Lý do là mỗi một du khách ở tiểu bang nào đến tiểu bang nào trong cái thời đại dịch xảy ra cũng còn có những cái chuyện cách ly, phòng anh, rồi phải thử nghiệm xem bị COVID hay không, có phải coi như là những cái biện pháp phòng ngừa nó làm cho người ta cảm thấy người ta không có muốn đi, giả dụ có tiền cũng không muốn đi, cũng không muốn đi chơi một chuyến về cả nhà bị bệnh làm sao. Cho nên về tâm lý người ta cũng không sẵn sàng để đi du lịch hoặc là đi chơi giải trí. Và vì lý do đó các cái công ty lớn như bản tin Thanh Thảo cũng có nói trước đây là người ta cố giữ nhân viên, nhưng mà cố giữ tới một cái mức độ nào đó và người ta nghĩ rằng là cố gắng vượt qua được đại dịch thì người ta sẽ phục hồi. Nhưng mà cái quá trình phục hồi quá chậm chạp, và cái chương trình tài trợ thứ nhì ai cũng mong là sẽ diễn ra khoảng tháng 9 đã không diễn ra, nếu không được tháng 11 thì có lẽ là phải đến đầu năm tới. Vì lý do đó có nhiều công ty đã phải quyết định cho nhân viên nghỉ, rồi sau này nếu có cần họ sẽ mướn lại. Và điều đó khiến cho rất nhiều nơi, không phải chỉ có Disneyland mà rất nhiều nơi khác cũng phải cho nhân viên nghỉ hàng loạt, và trong cái sự đau buồn chứ không phải là họ thích thú làm việc này. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face này của ba anh em chúng tôi. Xin một lần nữa quý vị, nếu mà ủng hộ những nội dung của chương trình này, xin quý vị vui lòng tiếp tục subscribe hay là ghi danh vô trong kênh YouTube của Việt Face TV, để mà khi nào chúng tôi có những nội dung mới thì Google hay là YouTube sẽ lập tức
thông báo cho quý vị biết để quý vị có thể xem được những chương trình của đài. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị lại với chương trình của tối ngày mai. Thống đốc Newsom đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh, tiệm nail, nhà thờ, trường học và tăng thuế liên tục tại Cali. Chúng ta cần 1.500.000 chữ ký để bãi nhiệm thống đốc, hạn chót là ngày 7 tháng 11, 2020. Cả đảng viên Cộng hòa và Dân chủ đều có thể ký để bãi nhiệm. Chúng tôi có các lều thu thập chữ ký với tình nguyện viên nói tiếng Việt tại 3 địa điểm sau đây. San Jose, bãi đậu xe tại Grand Century Mall, thứ Bảy và Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Westminster, bãi đậu xe siêu thị ABC, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều và Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. San Diego, bãi đậu xe của siêu thị Viễn Đông 4, thứ Hai và thứ Tư, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hãy tham gia ký tên thật đông đảo để mở lại các cơ sở kinh doanh để chúng ta có thể đi làm nuôi gia đình. Để biết thêm thông tin, liên lạc chúng tôi tại www.ricogarvin2020.com hoặc email jmvo@yahoo.com. Chương trình này được bảo trợ bởi Deidre Thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu California và Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Thưa quý đồng hương, chúng tôi là Deidre Nguyễn Thu Hà. Chúng tôi quyết định để ứng cử lần này vì chúng tôi muốn đại diện tiếng nói của gia đình quý vị. Chúng tôi là hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bố tôi là một người lính thủy quân lục chiến. Bố tôi là bị tù đài 8 năm và mẹ tôi bị tù 3 năm. Tôi đã bị giam cầm 2 tháng khi tôi và mẹ tìm đường vượt biên nhưng không thành. Hoa Kỳ đã cho tôi có được bằng cử nhân tại Đại học UCI và bằng cao học từ Cal State Dominguez Hill. Tôi hãnh diện làm việc tại tiền tuyến trong một phòng thí nghiệm dịch COVID-19 đầu tiên tại California, cũng như được phục vụ cộng đồng trong vai trò nghị viên thành phố Garden Grove. Chúng tôi muốn tiếp tục dấn thân để giúp tiểu bang California thay đổi hệ thống y tế, giáo dục cũng như kinh tế. Chúng tôi cần sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Để biết thêm về cuộc tranh cử của chúng tôi, xin quý vị vào website hoặc gửi email đến cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.